Xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Nóng hôm nay của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Chương trình hôm nay, ngày 26 tháng 8 năm 2024, sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Các tiệm phá xe đóng cửa hàng loạt sau phản ánh của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng thành phố thông minh, xu hướng tất yếu. Sau khi Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải loạt phóng sự, các chiêu trò phá xe trên quốc lộ, phản ánh dãy tiệm cà phê võng, quán phở kiêm sửa xe trên quốc lộ 51, đoạn cách ngã ba Nhơn Trạch khoảng 300m về hướng Bà Rịa Vũng Tàu, có hành vi phá xe của khách rồi ép sửa với giá tiền rất cao. Dãy quán phá xe này đã đóng cửa, có tiệm còn trả luôn mặt bằng. Ghi nhận vào ngày 24 tháng 8, tiệm sửa xe thước dâu trên quốc lộ 51 đã ngừng hoạt động sửa chữa. Cách tiệm thước khoảng 50m, tiệm sửa xe của ông Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1985, quê ở Nga Sơn, Thanh Hóa, em cột chèo với thước, thường ngày có đông khách, nay cũng đóng kín cửa. Với tiệm của Hà Văn Đồng, sinh năm 1993, quê Nga Sơn, Thanh Hóa, em vợ của Thước và Đông cũng chung tình trạng. Đối với tiệm của Trương Văn Tuấn, sinh năm 2001, quê ở Thạch Thành, Thanh Hóa, tiệm này đóng kín cửa, che chắn rào kín. Biển hiệu sửa xe, cà phê cũng được cất đi. Theo tìm hiểu, Tuấn đã trả mặt bằng về quê. Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1983, ngụ tại quận 8, và Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1973, ngụ tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Vụ trộm xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B được Công an huyện Bình Chánh phát hiện 3 ngày trước, khi nạn nhân còn chưa trình báo. Trước đó, công an đến khu vực khách sạn, thấy động, Tuấn đã leo qua cửa sổ phía sau hòng tẩu thoát. Do đã có phương án dự phòng từ trước, nên công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ nghi phạm cùng vật chứng là xe mô tô bị lấy cắp. Tiếp tục kiểm tra tại phòng khách sạn nơi nghi phạm thuê, cơ quan công an phát hiện TTCT, tên viết tắt, sinh năm 1993, ngụ tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, có biểu hiện sử dụng ma túy nên đưa về trụ sở tiếp tục làm rõ. Quá trình các đối tượng leo cửa sổ bỏ trốn, người dân khu vực quay clip tưởng rằng có vụ việc ngáo đá. Nay bằng việc cung cấp thông tin chính thức về vụ việc, công an cho biết tin đồn trên mạng xã hội như vậy là không chính xác. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm học mới trên cả nước sẽ đồng loạt diễn ra vào ngày 5 tháng 9. Những ngày này, các trường tại Thành phố Hồ Chí Minh tất bật dọn dẹp phòng học, trang trí lớp tươm tất để chào đón học sinh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, chương trình lễ khai giảng năm học mới gồm hai phần lễ và hội. Phần lễ khai giảng được tổ chức trên tinh thần ngắn gọn, tạo không khí vui tươi cho học sinh. Sau phần lễ, các trường tổ chức phần hội để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em học sinh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, từng cấp học sẽ có chương trình và đặc thù riêng. Các trường mầm non sẽ triển khai tổ chức ngày hội bé vui đến trường, trong đó tập trung các hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đơn vị, tận dụng các không gian để bố trí các hoạt động như trò chơi vận động, các hoạt động phát triển thẩm mỹ, trò chơi dân gian, xem xiếc, múa rối, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho trẻ. Đối với giáo dục phổ thông, bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, 100% học sinh tham dự lễ khai giảng. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ mùng 2 tháng 9, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, ngành đường sắt tổ chức chạy tăng cường hàng chục đôi tàu. Theo thống kê, tính đến 12 giờ trưa ngày 23 tháng 8, ngành đường sắt đã bán gần 66.000 vé, chủ yếu từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh ngày 30 và ngày 31 tháng 8 và về vào ngày 3 tháng 9. Để chuẩn bị phục vụ tốt dịp lễ mùng 2 tháng 9, Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các công ty cổ phần đường sắt bố trí đủ nhân lực cảnh giới tại các giao cắt trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Các chi nhánh khai thác tăng cường đảm bảo an ninh an toàn tại các nhà ga, các công ty vận tải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, phục vụ hành khách. Cũng theo Đường sắt Việt Nam, hiện việc mua vé tàu hỏa đang được triển khai với nhiều hình thức khác nhau. Hành khách có nhu cầu mua vé có thể truy cập vào các trang web của ngành đường sắt qua ứng dụng ví điện tử hoặc app bán vé tàu trên thiết bị di động. Trong dịp lễ mùng 2 tháng 9, đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5 đến 7% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, học sinh, sinh viên, đoàn viên công đoàn. Tại Lữ đoàn 161 quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, vùng 3 Hải quân vừa tổ chức bàn giao 2 ngư dân gặp nạn trên biển Hoàng Sa cho đồn biên phòng Sơn Trà
thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng theo quy định. Hai nạn nhân là ông Phạm Tấn Thành, 60 tuổi và Nguyễn Lướt, 52 tuổi, cùng ngụ tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hiện hai ngư dân tâm lý ổn định, sức khỏe bình thường. Trước đó, hai ngư dân Phạm Tấn Thành và Nguyễn Lướt đi trên tàu cá số hiệu KH93159TS từ thành phố Nha Trang chở thợ sửa chữa người Hàn Quốc ra tàu hàng Hàn Quốc để sửa chữa đang bị hư hỏng trên biển. Trên đường về bờ, do thời tiết xấu, tàu bị chìm tại vị trí cách phía nam đảo Tri Tôn 68 hải lý. Hai ngư dân mang theo mì tôm, nước ngọt lên thuyền mủng và trôi dạt vào đảo Tri Tôn ngày 22 tháng 8 và được phía Trung Quốc cứu. Cán bộ chiến sĩ tàu 952 đã kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế, sau đó đưa hai ngư dân sang tàu 305 thuộc vùng 3 Hải quân để đưa vào bờ. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nóng hôm nay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận định. Dự báo trời sẽ càng nóng, thì không độ càng thưởng nóng. Xé nhãn, quay số nè. Trúng tổng tiền mặt tới 1 tỷ 8. Kính thưa quý vị, giao thông đô thị theo hướng Smart City, thành phố thông minh là một mô hình đang được nghiên cứu triển khai rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới, nhằm cải thiện hiệu quả công tác quy hoạch và nâng cao sự thông suốt của hệ thống giao thông trong các đô thị. Mô hình đô thị thông minh đã trở thành phương thức phát triển tất yếu hướng đến hiện đại và văn minh đô thị. Vì vậy, việc nghiên cứu triển khai quy hoạch và quản lý giao thông đô thị theo hướng thành phố thông minh có ý nghĩa thiết thực. Chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với tiến sĩ Bùi Quốc An, khoa Kinh tế Vận tải, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý giao thông đô thị theo hướng Smart City and Mobility xung quanh vấn đề phát triển đô thị thông minh tại thành phố Vũng Tàu, từ đó mở rộng tầm nhìn ra các đô thị lớn. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông có nhận định như thế nào về tầm quan trọng của việc quy hoạch và quản lý giao thông đô thị theo hướng thành phố thông minh ở các thành phố hiện đại như là Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh ạ? Theo tôi thì việc quy hoạch và quản lý giao thông đô thị theo hướng thành phố thông minh là một yếu tố then chốt trong việc phát triển bền vững các thành phố hiện đại. Thì điều này không chỉ giúp tối ưu hóa hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, luồng giao thông và giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường, thì nó còn là cái nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho người dân. Thì trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng thì các thành phố như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu thì các đối mặt với những cái thách thức lớn về giao thông, đòi hỏi chúng ta phải có sự tích hợp công nghệ hiện đại và các dữ liệu về quản lý hoặc là giao thông đô thị. Cái hệ thống giao thông thông minh thì nó sẽ giúp cải thiện cái sự lưu thông, tăng cường an toàn. Ngoài ra thì nó còn giảm thiểu cái thời gian di chuyển, từ đó nó sẽ tạo một cái môi trường sống lành mạnh, hiệu quả hơn. Để quy hoạch và quản lý giao thông đô thị theo hướng thành phố thông minh, cần phải có những điều kiện gì ạ? Theo tôi thì chúng ta cần phải có một hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, bao gồm các camera và các hệ thống cảm biến và các hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu. Ngoài ra thì chúng ta cần phải có cơ sở tích hợp dữ liệu như là xây dựng và duy trì các cơ sở dữ liệu chi tiết về cái hạ tầng giao thông, về mật độ dân cư, về hành vi di chuyển cũng như về các yếu tố liên quan khác. Ngoài ra chúng ta cần phải có các yếu tố về các quy định pháp lý rõ ràng, các chính sách hỗ trợ cũng như là cái việc ứng dụng các công nghệ thông tin trong quản lý, cũng như là chúng ta cần phải có các thiết bị hỗ trợ để đảm bảo cái quyền riêng tư. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải có cái đội ngũ quản lý và cái đội ngũ kỹ thuật viên có kiến thức sâu rộng về cái công nghệ thông tin. Từ đó chúng ta sẽ phân tích các dữ liệu về quản lý và quản lý giao thông đô thị một cách có hiệu quả hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải có sự khuyến khích sự tham gia của người dân và các doanh nghiệp trong việc giám sát sử dụng các hệ thống giao thông thông minh. Mở rộng ra đối với các đô thị lớn và hiện đại như là Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh để phát triển theo hướng thành phố
thông minh thì cần phải chú trọng vào những vấn đề gì ạ? Thì theo tôi thì đầu tiên đó là, và cũng là quan trọng nhất, đó là chúng ta phát triển cái hệ thống giao thông công cộng hướng đến giảm cái tỷ lệ sử dụng các phương thức giao thông cá nhân. Đặc biệt thì chúng ta chú trọng các hình thức vận tải công cộng khối lượng lớn như là metro, BRT hoặc là phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng. Cùng với đó thì chúng ta cũng cần khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và phương tiện cá nhân thân thiện với môi trường như là xe đạp hoặc là xe điện. Một giải pháp tiếp theo thì chúng ta còn cần phải xây dựng cái hệ thống quản lý dữ liệu để tích hợp hoặc là phân tích tối ưu hóa các hoạt động về của đô thị. Ngoài ra chúng ta cần phải xây dựng hoặc là các ứng dụng cho phép người dân có thể tương tác với các hạ tầng đô thị thông qua điện thoại di động hoặc là các thiết bị thông minh. Cuối cùng thì chúng ta cần phải đầu tư vào cái việc giáo dục và truyền thông để nâng cao nhận thức và khả năng sử dụng các công nghệ thành phố thông minh của cộng đồng. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Kính thưa quý vị, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh luôn là người bạn đồng hành cùng quý bạn đọc, hỗ trợ và tư vấn giúp bạn đọc giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống. Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được rất nhiều thông tin phản ánh của quý bạn đọc. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc Thu Thảo gửi qua fanpage Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh PLO.vn phản ánh về tình trạng móc túi trên xe buýt. Là người thường xuyên di chuyển bằng xe buýt, chị Thảo đã chứng kiến rất nhiều trường hợp bị móc túi trên xe. Bản thân chị cũng từng là một nạn nhân. Chị Thảo mong muốn báo cử phóng viên thâm nhập thực tế, viết bài cảnh báo để hành khách đi xe buýt được an toàn và cảm thấy thoải mái, yên tâm khi sử dụng phương tiện này. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư của bạn đọc Trần Văn Phong phản ánh. Con anh là nhân viên giao hàng, vì nợ tiền qua app nên chiếm đoạt tiền hàng của công ty để trả nợ. Con anh đã ra đầu thú và gia đình đã khắc phục hậu quả. Sau đó, con anh bị truy tố về tội tham ô tài sản. Anh thắc mắc liệu con anh có bị truy tố quá nặng so với hành vi phạm tội của con anh hay không. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và sẽ trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Quý vị thân mến, chương trình Nóng Hôm Nay ngày 26 tháng 8 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.